鎧の何たるかをまるで分かっていないな。いい機会だ。教えてやる。領域展開。福間水。じゃない。
Uchiha Shisui, ảo thuật tối thượng của Sharingan phản hoa đồng. Koto Amaterasu, ánh mắt của Shisui tạo nên một nhẫn thuật cực kỳ lợi hại. Nó cho phép chúng ta điều khiển người khác mà họ không hề hay biết điều đó. Uchiha Shisui là người sử dụng ảo thuật mạnh nhất tộc Uchiha. Thông thường Shisui phải không hả? Một ninja thực sự sẽ không theo đuổi danh vọng. Họ chỉ âm thầm bảo vệ người khác. Đó là những gì ta học được từ Shisui. Warrior, Uchiha Shisui.